Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đang lợi dụng Việt Nam lừa dối Hoa Kỳ, lời cảnh báo gửi tới Hà Nội. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất nhiều đó là hàng hóa của Trung Quốc liên tục được phát hiện ở Việt Nam với số lượng khổng lồ và đội lốt uh, nhãn hàng của Việt Nam để xuất sang Mỹ nhằm hưởng lợi thuế quan. Và gần đây nhất các bạn cũng đã chứng kiến đó là một kho nhôm rất lớn ở miền Trung Việt Nam và trị giá tới 4 tỷ đô la và đang nằm ở đây để chuẩn bị xuất sang Mỹ thì bị lực lượng hải quan của Mỹ phát hiện cũng như sau đó phía Việt Nam bắt buộc phải công bố thông tin này và điều này đã diễn ra hàng chục năm nay và rất lâu rồi thì bây giờ mới được làm rõ. Và thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam hiện nay đã lên tới con số kỷ lục là 40 tỷ đô la và thông tin mới nhất mà báo chí quốc tế vừa đăng tải ngày hôm nay về việc này như sau. Bộ trưởng Mỹ quan ngại thâm hụt thương mại 40 tỷ đô la với Việt Nam Đây là hình ảnh Bộ trưởng Thương mại Mỹ ông Vít Ross. Rose. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Vít uh, Vua Rose mới bày tỏ quan ngại ngay tại Hà Nội về mức thâm hụt thương mại hàng chục tỷ đô la với Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một thành viên nội các Mỹ lên tiếng ngay tại Việt Nam về mức thâm hụt trị giá hàng chục tỷ đô la sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6 năm nay cáo buộc Việt Nam là quốc gia lợi dụng tồi tệ nhất trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh của ông Bộ trưởng Bộ Thương mại của Mỹ. Và chính phủ Mỹ đã yêu cầu Việt Nam nhanh chóng giảm mức thâm hụt này. Điều mà không thể chấp nhận được, có nghĩa là Việt Nam hiện nay đang xuất siêu sang Mỹ tới hơn 40 tỷ đô la và mua hàng ít hơn của Mỹ. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ uh, Ross gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội. Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã nói như sau. Trong vòng 25 năm qua, thương mại giữa hai quốc gia đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng hơn 4 lần trong vòng một thập niên qua, đạt 10 tỷ đô la vào năm 2018. Và Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ nhất cho hàng hóa Việt Nam. Ông Ross phát biểu hôm 8 tháng 11 trong bữa tiệc trưa do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tập đoàn BRG đồng tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại về thâm hụt thương mại 40 tỷ đô la. Chúng tôi muốn làm việc với chính phủ Việt Nam để giảm mức thâm hụt thương mại này. Đây là tuyên bố của ông Bộ trưởng Bộ Thương mại Ross của Mỹ. Và trước đó, khi thâm hụt của Mỹ với Việt Nam mới đạt 32 tỷ đô la thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ lên tiếng và chỉ trích Việt Nam về động thái này chỉ ít ngày sau khi gọi Việt Nam là đối tác thương mại thứ dữ trong một bình luận mà có vẻ như là một lời khen ngợi, tổng thống Mỹ Donald Trump uh, Hoa Kỳ Donald Trump đã quay ngoắt sang một biện danh khác, Việt Nam gọi Việt Nam là một kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Biệt danh mới. nền kinh tế Việt Nam lào đảo như một kẻ say rượu trong suốt 11 năm suy thoái vừa qua và lần này phải đối mặt với một nguy cơ thực sự, Việt Nam có thể trở thành đối tượng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico bị Trump áp thuế trừng phạt lên hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Biệt danh kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất được Trump thốt ra một cách mỉa mai và có phần nổi đoá trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Fox Business vào cuối tháng 6 năm 2019 vừa qua. Chỉ vài tiếng trước khi ông lên đường sang Nhật dự hội nghị của nhóm G20, những cường quốc kinh tế thế giới. Và đây là hình ảnh các bạn thấy rất rõ, ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lại gần ông Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như mang tính chất xoa dịu về cái bực tức của ông tổng thống Mỹ về việc Việt Nam đã thâm hụt liên tục trong thời gian vừa qua và ngày càng tăng. Và trong đó chắc chắn rằng có sự góp sức của rất nhiều đó là hàng hóa của Trung Quốc đưa sang Việt Nam dán mác hàng Việt Nam và xuất đi, chính vì vậy Việt Nam đã bị thâm hụt ngày càng lớn với Mỹ. Và tổng thống Mỹ cũng cho rằng Việt Nam còn lợi dụng Mỹ tệ hơn cả Trung Quốc. Và sau đây là phát ngôn của ông tổng thống Mỹ đây là hình ảnh cả triệu tấn nhôm của Trung Quốc tại Bà Rịa Vũng Tàu vừa bị phát hiện trong thời gian vừa qua, trị giá hơn 4 tỷ đô la đội lốt hàng Việt Nam xuất và bán sang Mỹ. Cơ quan hải quan đã kịp thời phát hiện và phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó có cả hải quan Mỹ, để điều tra về số lượng nhôm khổng lồ này. để Các bạn để gần sẽ thấy rất rõ và như vậy rõ ràng đây không phải là một động thái duy nhất và không phải là một trường hợp duy nhất, mà đây chỉ là một hiện tượng và một lần phát hiện mà trước đó thì rất nhiều những nhôm, thép và nhiều mặt hàng khác của Trung Quốc đã được tuần qua ngả Việt Nam để vào Mỹ và nhiều nước khác tạo bất bình đẳng trong thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, rất nhiều công ty đang rời sang Việt Nam nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc và Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người. Trump chỉ trích gay gắt và cáo buộc Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể cho rằng phát ngôn trên là góc cạnh và cứng rắn nhất từ trước tới giờ của Trump nhắm vào Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại. Trong hơn 2 năm rưỡi nắm quyền, Tổng thống Trump thường than phiền về thâm hụt mậu dịch của Mỹ trong quan hệ với nhiều nước và trong đang cố gắng nỗ lực thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn để điều chỉnh tình trạng mất cân bằng thương mại này. Ông nói. Và phía Việt Nam sau đó chỉ đưa ra các biện pháp và những lời giải thích lấy lệ mà thôi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng phản hồi với truyền thông quốc tế về chỉ trích của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng chính quyền Hà Nội đang thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng của Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam. Theo cơ quan thống kê của Hoa Kỳ, thâm một thương mại của Mỹ với Việt Nam vượt quá 20 tỷ đô la kể từ năm 2014, và tính tới tháng 9 năm nay đã tăng lên mức gần 41 tỷ đô la thì như vậy là rất lớn. Và chính phủ Mỹ cam kết ủng hộ mạnh mẽ kinh tế tư nhân và cơ chế thị trường thực sự tại Việt Nam. Theo cơ quan đại diện uh, ngoại giao Mỹ tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel hôm mùng 7 tháng 11 đã chào đón phái đoàn thương mại do ông Ross dẫn đầu với sự tham gia của các giám đốc điều hành từ 17 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ đến Hà Nội. Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm rằng chính quyền của tổng thống Trump vẫn cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó tất cả các quốc gia đều có chủ quyền vững mạnh và thịnh vượng. Và chuyến công du một số nước Đông Nam Á của ông Ross cũng phản ánh cam kết mạnh mẽ của bộ trưởng trong việc thúc đẩy sự hỗ trợ khu vực tư nhân Hoa Kỳ nhằm phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và dựa trên cơ chế thị trường, ông nói. Ở đây là hình ảnh của ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel vào năm 2020 cũng đã được phía Mỹ thông báo sẽ có đoàn doanh nghiệp rất lớn của Mỹ uh, sang Việt Nam để tìm hiểu và cơ hội để đầu tư tại đây. Và ngược lại, phía Mỹ cũng mời uh, các doanh nghiệp của Việt Nam sang Mỹ để đầu tư. Trong bài phát biểu tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thương mại Ross thông báo rằng vào tháng 4 năm 2020, một phái đoàn thương mại được gọi là lớn nhất của Mỹ sẽ lần đầu tiên có chặng dừng chân tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Ross cũng lên tiếng quảng bá và kêu gọi các công ty Việt Nam cân nhắc đầu tư tại Hoa Kỳ. Có rất nhiều lợi ích vô, uh, vô hình khác từ việc đầu tư tại, uh, tại Mỹ như chất lượng đời sống rất cao, sự đa dạng văn hóa và có 15.372 sân gôn và quý vị sẽ không đơn độc bởi vì có 2,1 triệu người Mỹ gốc Việt, ông Ross đã nói như vậy uh, trong uh, cuộc gặp tại Hà Nội và bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ nói sẽ tạo được mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của cả hai nước phát triển kinh doanh. Hoa Kỳ cam kết vì sự thành công của Việt Nam, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để gây dựng mối quan hệ sâu sắc và lâu dài với các công ty cũng như người tiêu dùng Mỹ, bộ trưởng Ross đã nói như vậy. Đổi lại, chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ của Mỹ và rằng cộng đồng doanh nghiệp và làm, uh, làm việc để tạo ra các điều kiện để mọi công ty có thể thành công. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ rằng trong thời gian vừa qua đã có gần 20 tỷ đô la uh, hợp đồng để mua máy bay uh, Mỹ vừa đã được các hãng hàng không của Việt Nam ký kết, và trong đó có Vietjet. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chia sẻ sẵn sàng giúp Việt Nam hiện đại hóa quân đội bằng vũ khí hiện đại của Mỹ. Đây là hình ảnh mô hình tiêm kích F-16 Block 70 của uh, Lockheed Martin tại triển lãm DSE Việt Nam 2019 là loại máy bay chiến đấu được cho rằng Mỹ đang chào bán cho Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối năm 2017, Tổng thống Trump đã thực uh, trực tiếp mời chào lãnh đạo Việt Nam mua thiết bị quân sự Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Chúng tôi mong muốn được ngoài mua thiết bị từ Hoa Kỳ, chúng tôi sản xuất thiết bị tốt nhất, chúng tôi sản xuất máy bay và thiết bị quân sự tốt nhất. Các tên lửa thì thuộc loại không ai có thể cạnh tranh nổi ông trump nói với thủ tướng việt nam nguyễn xuân phúc như vậy như tôi đã nói một quả tên lửa gần đây đã được bắn từ yemen vào ả rập xê út và một trong những hệ thống tên lửa của chúng tôi đã bắn hạ nó như không có chuyện gì xảy ra chúng tôi sản xuất các loại tên lửa tốt nhất thế giới các loại máy bay quân sự tốt nhất thế giới và các máy bay thương mại cũng tốt nhất trên thế giới ông tổng thống mỹ donald trump nói như vậy tổng thống mỹ nói tiếp rằng vì thế chúng tôi muốn việt nam mua của chúng tôi và chúng tôi chúng ta phải xóa bỏ việc mất cân bằng thương mại ông trump nói uh, khi mà cán cân thương mại giữa Việt Nam và Mỹ bị chênh lệch 32 tỷ đô la uh, lúc đó và bây giờ thì đã lên đến 41, 41 tỷ đô la rồi. Và những thông tin trên cho thấy uh, nước Mỹ với một quyết tâm rất lớn kiên trì giúp Việt Nam thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản với nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa lạc hậu đều chỉ đem lại đau khổ bất bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam. Cũng vào thời điểm này, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn cử đoàn cán bộ nguồn của Việt Nam sang Bắc Kinh để học tập. Hồng cố níu kéo ý thức hệ uh, cộng sản giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc cho chính quyền của Bắc Kinh không ngừng từng ngày từng giờ lợi dụng Việt Nam để lừa dối Mỹ với và thế giới để nhằm bán hàng của Trung Quốc qua ngả trung chuyển Việt Nam. Điều này chỉ có thể chấm dứt khi chính những người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vứt bỏ được thói quen phụ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt và thực sự cùng trên 90 triệu người dân của mình lựa chọn con đường dân chủ và tự do và văn minh cho quê hương, đất nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và bấm nút theo dõi ở YouTube và Facebook Thời báo .de để luôn nhận được những thông tin mới nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.